chim sẻ được cầm AC. Minh Nhật cầm quân gì? Chưa thấy sẻ soi thang. Như vậy là Roma kéo đấu AC Milan và Roma. Tất nhiên là AC Milan vẫn cửa trên. Mà kể cả đối phương có là Yamato chẳng nữa thì AC Milan vẫn cửa trên. Trong kèo đấu giữa Yamato và AC Milan kèo đấu cùng chém. Kèo đấu này diễn ra rất nhiều lần rồi. Và theo mình nghĩ rằng kèo đấu này sẽ là một kèo đấu cân. Và thậm chí là có phần nhỉnh hơn dành cho Yamato nếu như hai người bằng trình độ nhau ở tầm top 2. Thì Yamato sẽ nhỉnh hơn. Nhưng ở trình độ cao như kiểu là của game thủ chim sẻ, game thủ Sen Long và game thủ Hồng Anh, hay cũng như là game thủ BB, thì AC Milan sẽ lại có lợi thế hơn. Khi mà những người cầm cung, vâng, AC Milan sẽ cực cứng. Cực cứng luôn. Kèo này AC vẫn nhỉnh hơn một chút. Còn kèo đấu AC Roman thì AC sẽ nhỉnh hơn nhiều chút. Chúng ta sẽ xem Minh Nhật được có tạo được bất ngờ trong giải đấu năm nay hay không. Và trận đấu trước thì nhiều người cũng nghĩ rằng Minh Nhật là đánh sai, nhưng mà tôi nghĩ Minh Nhật đánh đúng đấy. Trận trước Minh Nhật đánh cung phủ phù với cái nhà khung là đúng, không phải là sai với Ia đâu. Mỗi tội anh lên đời muộn quá thôi, còn lực thì sẻ, lực của sẻ thì lại là quá khỏe. Nên anh thua trận đấy thì tôi cũng không thấy bất ngờ lắm. Nhưng mà về chiến thuật của anh thì là đúng. Không phải là cứ ở với Yamato các bạn mặc định phải đánh chém. Các bạn hoàn toàn có thể đánh một bài cung thủ phù cũng được. Bài đấy lên đời nghe theo nhau cũng chưa biết thế nào đâu nhá. Vâng, nếu như các bạn để ý thì ở bên phía máy của game thủ Tiểu Thủy Ngư và game thủ Trần Long thì các anh đã bỏ tiếng game hết rồi. Bởi vì là vâng, tình trạng bị giật nó diễn ra ở tất cả các máy, không chỉ riêng mình máy của bên chim sẻ. Nhà bên phía 69 các anh đã bỏ tiếng game rồi. Và hiện tại chim sẻ vẫn đang cố gắng để tiếng game để các vị khán giả có thể theo dõi một trận đấu nó được hay nhất. Tiếng game cũng là một phần rất quan trọng ở trong trò chơi này. Vâng, đây là bài cầm AC Milan đang khá đẹp. Đôn voi, thiếu năm và quả phụ. Vâng, đồ ăn là cơ bản với mọi loại quân. Hai voi đang sắp về dành ở bên chim sẻ. Có chim sẻ thì việc dắt hai voi bây giờ nó cũng không khác gì là việc ăn cơm. Vâng, dắt thường xuyên và cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng. Thêm một e nữa sẽ là bài đánh 26 giờ này chàng. Và trận này có đánh cung không? Bài này đánh cung thì cũng được, mặc dù không đến cung nhưng không sao. Sẽ ở bài cung lên sớm và bò nhỏ gom bụng để đi bắn. Và sẽ đánh theo kiểu thế, tấn công luôn, đi bắn luôn nhà đối phương, chứ không phải kiểu đánh thủ. Bằng bao giờ thì lần đầu tiên tôi nghe thấy một game thủ vâng đi máy bay riêng đến để thi đấu đế chế. Đúng là thiếu gia ở Trung Quốc có khác. Anh em đọc truyện nhiều anh em cũng biết. Còn thiếu gia ở Trung Quốc rất ăn chơi. Đi máy bay để đánh chế. Vâng, chim sẻ đang căn ghẹt thực gỗ của mình. Đây là một bài đấu mà chim sẻ sẽ đánh với 26 dân. Và có cộng được dân không nhỉ? Khả năng cao là có cộng được. Vâng, chim sẻ lùa về gần vàng. Đánh chém à? Phải chăng là đánh chém? Vâng, 27 dân mà đánh chém chắc. Vâng, đây là BM của người chim sẻ. Và chim sẻ đúng là đánh chém chứ không phải đánh cục. Còn chim sẻ đang thi đấu rất chắc cục. Mặc dù là bài 26 giây nhưng trời vẫn ở 12x. Rất khỏe. Vâng,
Oklahoma, Polaris, Oklahoma, Oklahoma, Donahue, Rice, Oklahoma, Oklahoma, Papadak Rogan, Holmes, Yuri, Ranger. Vâng, đánh chém và ra ruộng tại nhà chính. Chim sẻ đang đi con ngựa giàu của mình. Trận đấu này chắc chắn là game thủ Minh Nhật sẽ lên đời khá muộn rồi. Từ anh chết mất 1 dân và chậm hơn 2 dân so với game thủ chim sẻ. Hiện tại anh lên đời muộn hơn game thủ chim sẻ khoảng tầm 1 phút trong game. Nếu anh kích lời chuẩn, anh kích là khoảng tầm 11 hay x. Đó là chuẩn nhá. Còn chuẩn hay không thì cũng chưa biết. Ngựa giò là công giác. Và đánh một lò thủ phù đến từ game thủ chim sẻ. Đó có thể sẽ là chuyển A luôn. Nhưng mà lực thịt đang không được khỏe lắm. Đây là con nông dân của game thủ Minh Nhật. Minh Nhật đang đi đâu đây? Và chim sẻ đang sử dụng phím cách. Đây là tên sử dụng phím cách nhá. Các bạn bấm vào con nông dân của đối phương hoặc là bấm vào đơn vị quân của đối phương sẽ bạn giữ phím cách. Khi nó mất máu thì các bạn vẫn có thể đi tìm theo con nông dân đó hoặc con quân đó. Đây là con ngựa giò của Minh Nhật. Chim sẻ giò lỗi nhá. Và chim sẻ chạy vào 3 giờ sau đó mới xuống góc 6 giờ. Ăn được 3 giật. Một lạc đà đang đi vào gần cánh rừng để tìm con nông dân của Minh Nhật đã dâng lên phía nhà của game thủ chim sẻ. Như vậy là sẻ đánh bài không thủ phù. Vâng, sẻ chuyển thẳng cung luật. Một lò và hai A. Vẫn là con ngựa giò đến từ game thủ Minh Nhật. Con ngựa giò đang tỏ ra là khá khó chịu mặc dù nó chỉ có một cánh công rồi. Chim sẻ có hai A. Mất con giò. Mất hai dân để đổi một giò cũng được. Đây là vị trí ăn hoàng của game thủ Minh Nhật. Vâng, vị trí ăn hoàng của Minh Nhật sẽ tiếp tục làm thêm 3 dân nữa. Như vậy là tổng game thủ Minh Nhật đã chết 6 dân rồi. Vâng, 2 tên chết 3 dân, sẻ cũng mất con giò. Một giò của chim sẻ thì đổi được 6 dân, còn một giò của Minh Nhật chỉ đổi được có 2 dân thôi. Chim sẻ tạm thời vẫn đang có lợi thế khá nhiều cho game thủ Minh Nhật. Minh Nhật sẽ lấy cái gì để thi đấu với cả game thủ chim sẻ đâu. Như vậy là mất con lạc đà không. Chim sẻ kịp đẹp, rất nhanh tay. Và ngay khi con lạc đà nó đổi màu, nó đổi sang cái màu đỏ thì game thủ chim sẻ đã kịp đèn con lạc đà đó đi. Và game thủ Minh Nhật không được cái gì trong pha vừa rồi. Nhưng chim sẻ thì mất một con lạc đà. Nhưng cậu sao, lực của chim sẻ vẫn đang cực kỳ ổn. Và ra thêm cái ruộng đó để vị trí ăn hoàng tiếp theo đến từ game thủ Minh Nhật. Minh Nhật đang tạt một chén lên để ăn mỏ vàng của chim sẻ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chim sẻ không cần thiết phải ăn vàng nữa. Không cần thiết phải ăn vàng nữa. Chim sẻ hoàn toàn đánh một bài hỗn mã. Đang ăn được dần của Minh Nhật. Tờ này khả năng cao sẽ có vẩy e. Sẽ có vẩy e không? Lượng gỗ không quá nhiều nhưng sẽ vẫn có pha vẩy e dành cho game thủ chim sẻ 4 e rồi. Vâng, rất nhẹ nhàng, không quá nhanh nhưng mà lại cực kỳ chính xác. 6 ruộng và nhà chim sẻ gần như là bất tử khi có hai gà ruộng. Vâng, có lạc đà không lên, sẻ nhanh tay để ăn con gà đó đi và đưa cung rờ ra để giải quyết con phù thủy này. Bây giờ thì sẻ sẽ không có màu vàng. Sẽ cầm một mỏ vàng của Minh Nhật. Minh Nhật không biết là có bánh xe. À có rồi. Sau đó chạy dần vừa rồi tôi thấy anh đã có bánh xe. Và tiếp tục ăn được dần của Minh Nhật. Minh Nhật đang cố gắng ăn dần của cái chim sẻ. Nhưng mà chim sẻ sẽ là bài có ruộng rồi. Lực của chim sẻ sẽ là ổn định hơn lực của Minh Nhật. Và Minh Nhật thì tạm thời tôi vẫn chưa thấy anh có nhiều quán công lên nhà của anh được chia sẻ. Chỉ là một vài con chém nhỏ lẻ và một vài con phù thôi. Thêm một BA nữa. Vâng, đây là nhà BA thứ 3 của anh được chia sẻ. Có ăn hoàng bỏ quả được không? Ruộng của chim sẻ cũng đã đủ để cho em có thể ra đều được 3 nhà BA rồi. Bằng ngày ruộng là đủ rồi. Chim sẻ thấy thêm một vị chiến hoàng nữa của Minh Nhật. Minh Nhật đang sử dụng bài đánh theo kiểu xung kích. Liên tục lãng tơn thả sọc đơn và lạc đà. Đang dần của chim sẻ. Nhưng mà kho. Thế trận đã không nằm ở trong tay anh nữa rồi. Chim sẻ tiếp tục sẽ có chiến thắng trước của Minh Nhật và tỷ số sẽ được lên thành 3-0. Và chim sẻ sẽ vào vòng trong để giành quyền chủ truy mệnh. Các cầu thủ cũng đến từ AB Việt Nam. Nâng cảm giác rất chắc. Tham lai, vâng
Tamai để 8-2 nhưng đội bạn chưa quyết. Kim Sẻ đang nở nụ cười rất tươi, như vậy là đội bạn quyết rồi. 3-0 ở trong vòng đấu này, và chúng ta đến với tứ kết của game thủ Chim Sẻ và Truy Mệnh. Em ơi, đây là vòng 1-6 hay vòng tứ kết đấy?